Thì đúng như tiêu đề của clip ngày hôm nay, đây là cushion mới nhất của Subasu thuộc dòng thông đỏ chống lão hóa. Họ quảng cáo là nó có thể che phủ được nếp nhăn mắt nè, nếp nhăn rãnh cười. Đồng thời là trong đây có serum dưỡng da chống lão hóa từ cái chiết xuất thông đỏ, cho nên khi mà mình càng đánh á, thì cái da mình nó sẽ càng đẹp hơn. Nếu các bạn không có thời gian ở lại chơi với Kiki clip ngày hôm nay thì Kiki sẽ túm gọn lại một câu, đó là Kiki hoàn toàn cảm nhận được những cái gì mà họ quảng cáo. Và clip này không phải là một clip quảng cáo hay PR hay review của Subasu, vì đây là sản phẩm Kiki tự bỏ tiền ra mua chứ không phải là Subasu gửi cho Kiki. Và nếu các bạn chưa biết thì Kiki là một fan cuồng, fan trung thành của cushion Subasu. Bất kỳ loại nào cushion mới cũ của Subasu Kiki đều mua và đã từng xài qua. Clip ngày hôm nay Kiki sẽ chia sẻ với các bạn tại sao mà những cái lý do mà Kiki khoái, yêu thích cuồng cushion của Subasu, và đồng thời cũng chia sẻ với các bạn những cái ưu điểm của cái dòng cushion mới của Subasu mà Kiki nghĩ là rất là đáng cái số tiền mà bạn bỏ ra mua một cái hộp cushion lên tới hơn 2 triệu. Nếu các bạn có quan tâm thì ở lại chơi với Kiki nha. Hello, xin chào các người đẹp và các chàng trai của Kiki. Ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã quay trở lại và chơi với kênh YouTube của Kiki. Nếu các bạn lần đầu tiên ghé với cái kênh Kiki thì Kiki tên là Kiki. Năm nay Kiki 41 tuổi và cái kênh YouTube này là một cái nơi để Kiki chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm về dưỡng da cũng như là chống lão hóa của Kiki như là một người tiêu dùng bình thường giống như các bạn vậy đó. Đồng thời lâu lâu Kiki sọc vô thêm những cái kinh nghiệm sống cũng như là làm thế nào để sống tích cực, sống lạc quan, vui vẻ để các bạn có thể đẹp và trẻ lâu từ bên trong. Nếu các bạn thích những cái chủ đề này thì các bạn có thể subscribe kênh của Kiki, và nếu thích clip này các bạn có thể cho Kiki một like. Kiki cảm ơn các bạn rất nhiều. Love you. Ngày hôm nay trước khi Kiki nói về những cái điểm Kiki thích của cái dòng cushion mới, dòng thông đỏ này của Subasu, thì Kiki nói trước những cái điểm mà Kiki không thích bằng những cái dòng cũ trước nha. Trước tiên cái Kiki không thích là cái packaging của nó đợt này. Có nhiều người nói là cái packaging mới này nó bóng loáng, nó cái kiểu nó nhiều cái vân này nó đẹp hơn. Tuy nhiên Kiki thấy nó rất là to so với cái dạng cũ. Các bạn thấy cái kiểu cũ nè, nó nhỏ hơn, nó gọn hơn, nó compact hơn, nó trong tay Kiki hơn. Là cái loại mới này thì nó to quá nè. Đây là cũng là một cái dòng mới cải tiến của nó, cái dòng perfecting cải tiến trước cái dòng này, thì Kiki sẽ có cái review của cái này sao. Nó cũng rất là to các bạn, nó rất là BD hơn á. Khi mà Kiki cầm một cái hộp phấn nè, Kiki muốn nhìn cho nó đơn giản nhất có thể, thì Kiki thích những cái hộp trước khi cải tiến của Subasu hơn. Cái hộp này nó to và nó bánh bèo quá. Cái thứ hai, cái sản phẩm này nè nó mắc hơn cái loại cũ, nó chỉ có 1.750.000, cái này thì nó lên tới 2.2 triệu. Tuy nhiên cái này chỉ có 11 gram trong một cái lõi, hồi xưa là 15 gram, thì một cái hộp mình sẽ có hai cái lõi trong đó. Cái hộp cũ thì mình sẽ có tổng cộng là 30 gram, trong khi cái hộp mới này mình chỉ có 22 gram, thì tính ra nó mắc hơn đúng không? Hai cái đó là hai cái điểm Kiki không thích từ cái dòng mới thông đỏ này của Subasu. Hết rồi đó, giờ là tới những điểm thích nha. Điểm thích đầu tiên á, không chỉ là về cái dòng mới này mà về tất cả của cushion của Subasu, đó là cái finish của những cái loại cushion này trên da. 5 năm trước Kiki thử qua cái Subasu, là Kiki dính Subasu tới bây giờ luôn. Và Kiki coi những cái review ở trên Shopee hay Lazada Mall, những cái sản phẩm cushion của Subasu này, rất là nhiều người nói là một khi mà bạn đã xài cushion của Subasu rồi, khó mà có thể xài những dòng khác được. Kiki công nhận là như vậy. Tại vì cái kết cấu của nó, sao ta đánh lên da, nó cho các bạn một cái độ da, cái độ bóng của một cái làn da giống như được được dưỡng da rất kỹ vậy đó, chứ không phải những cái loại bóng mà theo Kiki nhìn nó chip chip á. Sorry các bạn nha, nhưng mà đối với Kiki nhìn mà nó bóng lưỡng, bóng loáng lên như một cái chảo dầu là Kiki cảm thấy là nó không có phải là cái gu của Kiki. Thì cushion của Subasu cho Kiki một cái độ bóng rất là tự nhiên, giống như da của mình dưỡng da, giữ da ngậm HA dữ dội lắm vậy đó. Nó có độ chống nắng là 50 độ. Tuy nhiên những cái sản phẩm mà có độ chống nắng 50 độ thường sẽ đi kèm với cái sự dày của nó, do cái thành phần chống nắng hay như thế nào đó, nhưng mà sản phẩm này hoàn toàn nó không có mang lại cho Kiki một cái độ dày. Cái nền của Kiki các bạn đang thấy trên màn hình đó là một cái lớp, một chỉ cần một pump, một cái nhấn xuống và Kiki đánh ra hết, nó tạo cho một cái độ che phủ rất là tự nhiên. Mà Kiki nghĩ là các bạn có thể build up cái độ che phủ này từ tự nhiên như vậy cho lên tới che phủ được dày hơn. Thì đối với Kiki chỉ cần một pump thôi, Kiki chỉ muốn cái lớp cushion nó làm cho đều màu da của Kiki, nó bắt sáng hơn, nhìn nó da nó tươi trẻ hơn. Thì Kiki thích cái finish, kết cấu cuối, kết thúc của cái cushion Subasu cho tất cả các dòng luôn, chứ không những là dòng cải tiến này, nó có một cái kết cấu finish Kiki thấy là nó rất là
expensive, nó rất là mắc tiền mà Kỳ Kỳ không biết giải thích làm sao nữa. Và trong cái thời gian Kỳ Kỳ dùng SuperSu có lúc Kỳ Kỳ cũng chán chứ, đánh mỗi ngày mà Kỳ Kỳ đã thử qua những cái dòng mới, tuy nhiên Kỳ vẫn quay lại với lại SuperSu. Tóm lại, SuperSu có một cái finish mà một khi bạn xài nó rồi, bạn sẽ không thể nào qua một cái hãng khác được. Love you. Cái kế tiếp từ những cái sản phẩm mà Kỳ Kỳ thích của SuperSu trước đây á, là nó rất là long lasting. Thường những cái dòng cushion á, nếu mà nó ướt quá, nó tạo độ bóng quá, nó sẽ dễ động vô những cái rãnh nhăn. Hoặc những cái loại mà nó không có ướt, nó mịn lì á, thì nhìn nó rất là khô trên cái bề mặt. Một cái làn da lão hóa đó, Kỳ Kỳ rất kỵ cảm giác mà khô khì trên da. Nhìn vào cận da mà họ thấy những cái lớp cushion á, là Kỳ Kỳ thấy là nó bị phản cảm á. Thì cái này á, nó cho cái lớp nền tự nhiên, tuy nhiên nó last tới cuối ngày luôn. Thường là trong ngày á, Kỳ Kỳ không có cần phải dậm lại, Kỳ Kỳ chỉ cần là lấy cái giấy thấm dầu, Kỳ Kỳ thấm lại thôi. Thôi là nó có cảm giác nó như mới à. Nó là trên da của Kỳ Kỳ nha. Nó lâu lâu á, Kỳ Kỳ thấy lâu lâu á, nếu mà Kỳ Kỳ đánh hơi dày vùng mắt á, có thể nó hơi bị động lại trong chỗ này nè. Khi mà mình nói chuyện cười nói nhiều á, thì cái lấy tay Kỳ vỗ là thì nó hết. Tuy nhiên nó không có tạo cảm giác là nó bị trôi, là loang lỗ chỗ này chỗ kia á. Thì cái độ lâu phai, lâu trôi của nó tới cuối ngày. Kỳ đi làm từ 9 giờ sáng cho tới chiều tối mà cái mặt Kỳ Kỳ vẫn còn rất là tươi sáng, trẻ trung. Và cái kỳ khoái nữa là cuối ngày nó không có bị khô. Nhiều cái loại cushion đánh tới cuối ngày nó bị khô cái da mặt á, cái bề mặt da của mình á, thì cái này nó cho Kỳ độ ẩm trên bề mặt da của Kỳ suốt cả ngày luôn. Thì Kỳ rất thích cái sự lâu phai của nó. Đặc biệt những cái sản phẩm mới cải tiến của cushion SuperSu này nè, họ làm cho cái độ long lasting nó còn nhiều hơn, vì họ làm ra cái công thức mới này để dành cho cái đại dịch này. Khi mà mình đeo khẩu trang các bạn thấy là nó vẫn có dây ra, tuy nhiên nó dây ra ít hơn, và mình tháo ra tháo vào những cái loại cũ á, thì thật ra nó cũng không có trôi gì hết trơn á, nhưng mà cái này thì mình thấy là nó còn vẹn nguyên cho tới cuối ngày luôn. Cái Kỳ thích nữa là thành phần của nó trong cái sản phẩm mới này của SuperSu, cái dòng thông đỏ nè, nó có chứa serum của thông đỏ. Thì xài lên á, khi mà Kỳ rửa mặt ra, Kỳ thấy da Kỳ ẩm hơn bình thường, ẩm hơn là những cái ngày không xài cushion. Cái đó là Kỳ thấy được. Và từ trước khi họ cải tiến những cái dòng đi, thì Kỳ rửa mặt ra, khi mà Kỳ dùng cushion của SuperSu, Kỳ rửa mặt ra da Kỳ rất là êm dịu. Kỳ cảm thấy là nó được có độ ẩm, nó cảm thấy nó mịn màng, nó Kỳ cảm thấy là cushion như một cái lớp trên cùng. Nó không phải là nó có thể nuôi dưỡng, nó thay đổi làn da của bạn, nhưng mà nó có thể giúp da của bạn chống oxy hóa trên bề mặt. Và cuối ngày á, da Kỳ rửa ra nó vẫn tươi sáng, chứ nó không có bị kiểu oxy hóa mà cái mặt mình nó bị sạm đi cuối ngày. Thì cái đó là cái điểm rất là lớn mà Kỳ thích ở cushion SuperSu. Cái cuối cùng Kỳ khoái á là SuperSu cũng có những cái gian hàng chính hãng ở trên Lazada và Shopee, và họ tặng quà rất nhiều. Có nghĩa là có khi bạn có voucher, cái này có thể giảm 100-200 ngàn gì đó, tùy theo mình săn voucher hoặc là tùy theo cái lần sale của họ. Tuy nhiên mỗi lần sale hoặc là có khi cũng không phải là những cái thời gian để sale nữa, thì SuperSu luôn có những cái món quà tặng kèm theo. SuperSu hoặc là những cái hãng Hàn Quốc nói chung, khi mà mình đi Hàn Quốc mình thấy á, mua một món thì mà họ tặng cho quá trời luôn, thì SuperSu chính hãng là như vậy đó các bạn. Khi các bạn mua, nhiều khi họ tặng cái quà tặng cái trị giá lên tới cái hộp này luôn á, làm cho mình cảm thấy là ô, mình bỏ ra tiền nhiều cho một cái sản phẩm có chất lượng, hiệu quả tốt, mà mình còn có được như là được free lại bằng giá trị đó, thì làm cho một người tiêu dùng như mình cảm thấy dễ chịu hơn khi bung tiền ra. Yeah, đồ free mai mà không thích đúng không các bạn? Đó các bạn, đó là những điểm Kỳ thích của cushion SuperSu nói chung, và cũng như là cái dòng cải tiến thông đỏ này nói riêng. Hồi nãy Kỳ nói điểm cuối cùng, nhưng mà Kỳ quên một điểm, đó là SuperSu rất dễ dàng để các bạn có thể dặm lại trong ngày. Họ nó không hề làm dày cái lớp nền, hay là làm cho cái lớp nền mà cảm nó bị khắc khi, nó bị đóng cợn, đóng bợn hết trơn á. Mỗi lần mình dặm lên như vậy nè, thì mang lại cho mình một cái cảm giác giống như là một cái lớp bảo vệ da được phủ lên trên bề mặt của mình, làm cho bề mặt da của mình nó ẩm hơn, đồng thời nó có cái độ chống nắng nhẹ nhàng trong đó. Nó làm cho nền da mình nó tươi sáng hơn nè, các bạn thấy không? Đánh lên nó có cảm giác mát mát nữa. Thì
Nó giống như là một cái sản phẩm dưỡng da đối với Kỳ Kỳ vậy đó, dưỡng da nhưng mà làm đều cái màu da của mình, làm cho da của mình nó trẻ trung hơn. Các bạn đã từng xài cushion của Suwasu chưa? Và nếu các bạn thích nó hoặc không thích nó điểm nào, các bạn có thể comment cho Kỳ Kỳ biết luôn được không? Và các bạn thích cái dòng nào nhất của Suwasu? Nếu như các bạn thích cái video clip review này của Kỳ Kỳ thì các bạn nhớ cho Kỳ Kỳ một like nha. Cảm ơn các bạn đã ở lại chơi với Kỳ Kỳ tới bây giờ. Còn bây giờ Kỳ thì Kỳ Kỳ xin chào tạm biệt các bạn. Happy Tết. Bye bye.